Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi. Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 2 tháng 4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, đồng chí Trần Đại Quang đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Quê quán, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 4. Ngày, tháng, năm sinh, ngày 12 tháng 10 năm 1956 3. Họ và tên, Trần Đại Quang 2. 1. Nơi đăng ký thường trú, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 5. Dân tộc, Kinh, tôn giáo, 06. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiến sĩ luật học, Đại học An ninh học vị, tiến sĩ, học hàm, giáo sư lý luận chính trị, cao cấp ngoại ngữ, cao học tiếng Trung 7. Ngày vào đảng, 26/7/1980, ngày chính thức, ngày 26/7/1981-9. Nơi làm việc, Bộ Công an, số 44 SQ, Hà Nội 8. Đại biểu Quốc hội khóa 13-10. Công tác quá trình công tác, từ tháng 7 năm 1972 tháng 10 năm 1975, học viên trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương và trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 1975 tháng 6 năm 1987, cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị I, sau tách thành Cục Bảo vệ Chính trị II, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ Chính trị II, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1987 tháng 6 năm 1990, trưởng phòng tham mưu và trưởng phòng trinh sát, Cục Bảo vệ Chính trị 2, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1990 tháng 9, 1996, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 9 năm 1996 tháng 10 năm 2000, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tổng cục An ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 2000 tháng 4 năm 2006, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng, 2003, được phong học hàm Phó Giáo sư, 2003. Từ tháng 4 năm 2006 tháng 1 năm 2011, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm Trung tướng, 2007, được phong học hàm Giáo sư, 2009. Từ tháng 1 năm 2011 tháng 8 năm 2011, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2011 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, khóa 11, 12, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm Thượng tướng, 2011, Đại tướng, 2012, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa 13, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Ngày 2 tháng 4 năm 2016 đến nay, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.